Range Rover Autobiography. Wow, biển khá là ấn tượng. 13669 anh em ạ. Ngoại thất màu trắng. Đây là một chiếc Autobio đời cũ. Cũng là một phiên bản trục cơ sở kéo dài các bạn nhé. Chiếc này độ đèn của đời mới này. Đây là hai chiếc Mazda 3 này. Quá đẹp luôn. R63 AMG độ full by Brabus, biển số 47 đến từ Hưng Yên. Chất dã man luôn này. Góc này xanh chưa? Chiếc này có lẽ lại di chuyển về Vinhome mà các bạn. Thêm quả body kit vào nhìn uy tín thật sự luôn. Lại có thêm quả biển thứ 17. Chiếc này cũng đã độ động cơ đâu đó lên 800 mã. 800 mã thì các bạn biết là nó quá mạnh. Ôi, nhẹ nhàng cái là vọt lên ngay. Chia tay em này thì chúng ta sẽ đến với đây là một em Porsche 718. Màu crayon quá đẹp luôn. Đây mình đánh giá là một trong những cái màu đẹp nhất của Porsche. Bentley của cộng thứ 2 nhà bảo hiểm các bạn nhá. Bentley Bentayga. Đây là xe của chồng hậu Đỗ Mỹ Linh các bạn này. Bentley Bentayga V8 First Edition đời 2021. Ở chiếc này thì có đuôi biển số 95 trùng với năm sinh của chủ xe. Chiếc này có lẽ là mua chính hãng bản First Edition hai màu, trên đen dưới đỏ anh em ạ. V8 4.0 lít các bạn nhé. Ra biển loanh quanh khoảng hơn 20 tỷ tại thị trường Việt Nam. Có logo First tại phần đuôi xe các bạn nhỉ. Đó, anh em nhìn đẹp không? Bentley Bentayga GLS 450, độ lên GLS 63 và phía sau chúng ta có Land Cruiser LC 300. Còn đây là chiếc LX600 được sơn lưới tản nhiệt full đen và ngoại thất full đen này. Đó, các bạn nhìn chiến chưa? Đây là một chiếc Lexus LX600 được chủ nhân chuyển ngoại thất các chi tiết làm từ chrome sang hết màu đen. Và bây giờ các bạn sẽ thấy em nó là full black luôn, cực ngầu nhé các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn trực diện cái phần đuôi này. Wow. Trực diện cái phần đuôi đen xì luôn. Chiếc này là chiếc hôm trước mà mình có chụp ảnh và đăng lên fanpage này. Hôm nay thì mình quay cho em anh em chiêm ngưỡng khi em nó di chuyển trên đường. Cái cụm đèn hậu và cái giải led chạy ngang thì nó vẫn có màu đỏ và tương phản với cái màu đen. Đây, anh em có thể nhìn được chiến chưa? Mâm của chiếc này cũng được chuyển sang màu đen các bạn nhìn này. Đó, mâm cũng được chuyển sang màu đen. Logo Lexus và logo LX600 cũng thế. Đã là màu đen rồi. GX460. Ơi, các bạn nhìn quả mâm đen chất chưa? Chất lừ luôn. Mâm đa chấu quen thuộc của LX600. Alfa Giulia. Alfa Romeo Giulia, xe của đại sứ quán Ý.
Một em Porsche Panamera với ngoại thất màu đen. Phía bên ngoài chúng ta có VinFast Residence này. Đó, phần đuôi của chiếc Porsche Panamera ở đây các bạn nhé. Bên này thì là khách sạn Capella, nơi mà nhóm nhạc Blackpink từng ở mấy ngày tại Hà Nội đó các bạn. Phía trên chúng ta có Range Rover SV. Phía dưới chúng ta có một chiếc Maybach S580 đời 2022. Đây là VK223 các bạn nhé. Chiếc này có biển số khá đẹp này. Nội thất bên trong thì ấn tượng cực kỳ. Phía sau thì chúng ta có một chiếc Toyota Alphard. Bên ngoài cũng có rất nhiều chiếc Toyota, từ Corolla Cross Hybrid cho đến Veloz Cross. Đây, một chiếc Toyota Alphard này. Wow, các bạn nhìn này, Toyota Alphard. Và phía trên thì cũng có một siêu phẩm với ngoại thất màu xanh các bạn nhé. Còn đây là Maybach này. Các bạn nhìn cái góc này đẹp không? Đỉnh cao luôn. Thế nên xung quanh toàn gái xinh luôn các bạn ạ. Toàn gái xinh vào cà phê và chụp ảnh ở đây. Đây các bạn nhìn, quay xuống cái góc này cho các bạn chiêm ngưỡng phần đuôi của chiếc Toyota Land Cruiser LC200. Đây là phần đuôi của chiếc Maybach này. Biển số 96669 các bạn nhé. Đó, đẹp chưa anh em? Còn đây là chiều ngang. Một chiếc Range Rover nữa này, ngoại thất màu xanh. Mâm của phiên bản Black Edition. Độ ống xả của phiên bản SV. Đó, đây là phần đuôi của chiếc S580 Maybach. Một chiếc Lexus RX350 2023, ngoại thất màu trắng. Và đối diện thì chúng ta sẽ có một chiếc Bentley này. Đó, đây phần đuôi của chiếc Lexus RX350, quá đẹp luôn. Đây, chúng ta sẽ sang bên đường và ngắm chiếc Bentley GT các bạn nhé. Bên ngoài thì anh em có một chiếc RX đời cũ này, và một chiếc GLE 400 Coupe này. Còn đây chính là chiếc Bentley GT Speed của vợ dân chơi Tùng Vàng. Nãy thì mình bắt gặp di chuyển trên đường thì do chính vợ của anh Tùng cầm lái. Đó, một chiếc xe 2x2 chỗ ngồi, coupe 2 cửa cực kỳ ấn tượng của Bentley. Năm nay thì Bentley GT đã có tuổi đời là 20 năm tuổi. Chiếc này thì cũng có khoảng tuổi đời khoảng mười mấy năm rồi các bạn nhé. Động cơ là động cơ V12 6.0 lít cực kỳ mạnh mẽ. Mình quay nhanh cho anh em thôi. Đây là một chiếc xe Speed này, với bộ mâm Speed này. Và các bạn có thể quan sát phần đuôi. Phần đuôi thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Bentley GT thì đời nào mình cũng mê. Chiếc này biển số 32 đầu năm thì cũng có lẽ tuổi đời khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi. Đây các bạn nhìn góc này đẹp không? Nhìn quá mê luôn anh em ạ. Phía đối diện thì chúng ta có chiếc Lexus RX lúc nãy mình có quay cho bạn rồi. Đó, còn đây là một chiếc VinFast Fadin. Bên ngoài anh em có một chiếc BMW X5 phiên bản, có lẽ là phiên bản X-Line, phiên bản 5+2 chỗ ngồi. Đẹp không anh em? Đó, BMW X5 bây giờ đang được giảm giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Một chiếc AMG hiệu suất cao 2 số. Đây là một chiếc GLE 53 AMG anh em nhé. Đó, một chiếc xe khá là mạnh mẽ đến từ Mercedes, có thiết kế SUV Light Coupe, cạnh tranh trực tiếp với BMW X6. Chiếc này thì đang được bán chính hãng tại Việt Nam với giá là hơn 5 tỷ đồng anh em nhé. Lưới tản nhiệt AMG này, logo ngôi sao ba cánh tại chính giữa này, cản trước và hai khe hút gió hai bên, phong cách AMG. Và đèn pha cũng là đèn pha multibeam với hai cái đèn định vị hình móc câu. Chiếc này có cả tem AMG trên nắp capo. Bên ngoài chúng ta có một chiếc Lexus RX đời cũ này. Đó, một chiếc RX đời cũ. Wow, bác kia chiếc, đây là chiều ngang của chiếc GLE 53 AMG này. Đó, các bạn thấy chiều ngang ấn tượng không? SUV Light Coupe. Bộ mâm này cũng là mâm AMG. Kích thước mình đang ngó xem bao nhiêu inch. Có lẽ là 21 inch các bạn nhé. 21 inch và đa chấu hình chữ Y. Cùm phanh ở bên trong, phong cách thể thao với phanh đĩa cỡ lớn và có đục lỗ thông hơi. Bật lên xuống gắn cố định hai bên. Đây, logo Turbo Formatic Plus của chiếc GLE 53 này. Phần đuôi của em nó các bạn có thể quan sát tại đây. Đây chính là phần đuôi của chiếc GLE 53. GLE 53 AMG anh em nhé. Nhìn mê chưa? Ống xả kép đặt đối xứng hai bên này. Có chi tiết gồ lên tại vị trí nắp capo ở phía sau. Đó, các bạn có thể quan sát này. Và đối diện là một chiếc xe màu hồng rất đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Ống xả kép đặt đối xứng hai bên, cản sau AMG. Camera lùi nó đặt tại cái vị trí logo ngôi sao ba cánh này các bạn nhé. Là cái logo ngôi sao ba cánh này chính là cái camera nó ẩn ở bên trong. Khi các bạn vào chế độ lùi thì nó sẽ mở lên.
Đấy, tổng thể phần đuôi của GLE 53 AMG, một chiếc SUV hiệu suất cao 2 số, 63 thì nó còn mạnh hơn, còn 53 thì nó phù hợp với giá bán tại thị trường Việt Nam hơn. Như 63 thì động cơ V8 4.0 lít của nó sẽ khiến cho giá bán của nó đắt hơn rất nhiều so với phiên bản GLE 53. Porsche 911 Carrera 4S Targa, một chiếc xe mà mình đã từng review cho anh em tại Auto 568 này, với logo vàng này, mâm màu vàng này, và mui màu đen. Đây các bạn thấy quan sát chiều ngang. Wow. Thanh Targa có màu bạc, có logo Targa màu vàng. Ở đây chúng ta có một em G63 AMG với ngoại thất màu xanh. Em này thì được chủ nhân lắp bộ mâm của phiên bản Brabus và nắp capo cũng của Brabus này. Có cả cánh gió Brabus, tuy nhiên cái phần logo ngôi sao ba cánh ở phía trước vẫn giữ lại của Mercedes. Màu xanh này khá hiếm tại Việt Nam. Đây là S450, phía sau là BMW 730 M Sport, hai chiếc xe của khách sạn. Đây là một chiếc xe của khách sạn Metropole, còn chiếc S450 phía trước màu xanh được không? Xe của Metropole là màu đen. Phía sau chúng ta có BMW X5 phiên bản M Sport các bạn nhé. 30G M Sport này, đèn pha là đèn pha BMW Laser, mâm M Sport này. Phía sau là một chiếc VinFast Lux SA. Và phía sau nữa thì chúng ta có một chiếc Kia Morning.